Đến hẹn lại lên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại có một bầy chim mới xuống cầu, và mình sẽ tiến hành tách những chú chim non ra một chiếc lồng tập trung để cho chúng tự lập ăn uống, và cũng là để cho chim bố mẹ vào đẻ lứa mới. Thì đây là cận cảnh những chú chim yến non của nhà mình. Sau khi mà mình tách những chú chim non ra một lồng tập trung thì mình cũng sẽ tiến hành là kiểm tra những ổ chim còn lại để xem chúng phát triển đến đâu và có cần phải thay đổi chế độ dinh dưỡng gì cho phù hợp hay không. Đó. Thì đây cũng là cái công việc mà mình vẫn làm thường ngày. Đó. Chăm sóc và ngồi ngắm những chú chim thì cũng rất là vui.